Truyền thông phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thứ sáu, ngày 6 tháng 9 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Thưa quý ông bà cô chú anh chị, tại phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, một mô hình y tế đặc biệt đang diễn ra, nơi các thầy thuốc không chỉ tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ung thư, mà còn dấn thân vào việc phát triển vườn thuốc nam. Đây không chỉ là một nỗ lực trong việc duy trì và cải thiện sức khỏe cộng đồng, mà còn là cách để tri ân và tiếp nối di sản của cố linh mục nhà nghiên cứu Cha Pero Nguyễn Văn Tường. Hàng ngày, các thầy thuốc tại phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, không ngừng nỗ lực để chăm sóc tận tình cho bệnh nhân ung thư. Công việc của họ không chỉ dừng lại ở việc khám và chữa bệnh, mà còn bao gồm việc tư vấn, hỗ trợ tinh thần và theo dõi sức khỏe lâu dài. Sự tận tâm và chuyên nghiệp của họ đã mang lại sự yên tâm và hy vọng cho nhiều bệnh nhân ung thư trong hành trình chiến đấu với căn bệnh nguy hiểm này. Điều đặc biệt tại phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là việc các thầy thuốc không chỉ dừng lại ở phòng khám mà còn trực tiếp tham gia vào việc chăm sóc vườn thuốc nam. Họ dành thời gian để bón phân, tưới nước, làm cỏ và chăm sóc cây thuốc. Công việc này không chỉ giúp đảm bảo nguồn cung cấp thuốc chất lượng mà còn là một phần không thể thiếu trong việc duy trì và phát triển di sản của cố linh mục nhà nghiên cứu Cha Pero Nguyễn Văn Tường. Việc tham gia vào các hoạt động nông nghiệp này, các thầy thuốc hiểu rõ hơn về từng loại cây thuốc, từ đó có thể áp dụng các phương pháp hỗ trợ điều trị chính xác và hiệu quả hơn. Đồng thời, đây cũng là một cách để họ thể hiện lòng biết ơn đối với những gì mà cố linh mục nhà nghiên cứu Cha Pero Nguyễn Văn Tường đã làm cho y học và cộng đồng. Cố linh mục nhà nghiên cứu Cha Pero Nguyễn Văn Tường không chỉ là một nhà nghiên cứu vĩ đại mà còn là người đã dày công huấn nhục các thầy thuốc, giúp họ trở thành những người ưu tú trong hoạt động cứu chữa bệnh nhân ung thư. Việc tiếp tục phát triển vườn thuốc và duy trì những phương pháp hỗ trợ điều trị truyền thống là cách mà các thầy thuốc tại phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí báo đáp công ơn của Ngài. Đối với các thầy thuốc tại phòng khám, việc kết hợp giữa chăm sóc bệnh nhân và phát triển vườn thuốc không chỉ là một phần trong công việc mà còn là niềm vui lớn. Họ cảm thấy tự hào khi có thể đóng góp vào sự phát triển của y học và góp phần vào chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là một ví dụ điển hình về cách kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền, giữa chăm sóc bệnh nhân và phát triển nguồn thuốc quý. Đây là một mô hình đáng để học hỏi và minh chứng rõ ràng cho tinh thần cống hiến và tri ân của các thầy thuốc đối với di sản quý báu của cố linh mục nhà nghiên cứu Cha Pero Nguyễn Văn Tường. Những nỗ lực này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho bệnh nhân ung thư mà còn góp phần làm thêm phong phú truyền thống y học của xã hội, của đời sống. Xin trân trọng. Xin chào tất cả quý vị. Thì hiện tại các thầy thuốc đang có mặt làm việc tại vườn thuốc, cũng cập nhật tình hình cho quý vị được biết về vườn thuốc. Thì hiện tại vườn thuốc có các cây xạ đen đang trổ bông và rất là tươi tốt, cho nên là mọi người đang rất là phấn khởi và vui mừng khi mà những cái cây thuốc quý như thế này mà nó đã có được cái sức sống gọi là sức sống mãnh liệt đó. Nên sau này khi mà đã đạt được cái độ trưởng thành của cây thuốc và mình có thể mình đem đi để mình kiểm tra dược liệu, dược tính, nếu đạt được đủ dược tính thì có thể đem phục vụ cho bệnh nhân. Thì chương trình đó là khoảng từ 1 năm rưỡi cho tới 2 năm là có thể thu hoạch.
Thì từ hôm đặt cây giống là tháng 4, nay tháng 9 thì đã được 5 tháng rồi. Cũng có được những cái thành quả nhất định về việc trồng thuốc thì rất là vui mừng. Và bên cạnh đó cũng có trồng thêm các loại thuốc khác, ví dụ như xương khỉ nè, rồi chùm ngay cũng lên rất là tốt. Mọi người nhìn thấy là cây chùm ngay đây nè, đang là rất là xanh. Hiện tại thì lúc này đang là mưa, buổi chiều thường là rất là mưa rất là lớn, mưa bão, cho nên là không có phải tưới, nhưng mà bên cạnh đó sẽ phải nhổ cỏ, làm cỏ vườn, tại vì cỏ lên rất nhanh. Đó, mọi người có thể nhìn thấy các thầy ở đây với anh Nhân cũng đang tích cực nhổ cỏ đặng cho cái thuốc nó tươi tốt. Thì vừa rồi tụi con có ươm thêm một số cây chùm ngay. Cây chùm ngay thì tụi con lấy hộp ở trong vườn, tại vì cái cây phía trước nó đã có bông có trái, thì lấy cái đó ươm hộp và tụi con đặt cái giống chùm ngay xuống đây. Thì con thấy nó lên rất là tươi tốt, hy vọng là sớm sẽ phát triển, và khi đó mình sẽ thấy được cái khu vực này là khu vực cây chùm ngay đi vào sử dụng nữa thì lại càng tốt hơn. Tụi con làm, tụi con rất là mong đợi vào cái ngày mà có được cái thành quả. Nhưng mà nói để được thành quả thì mình cũng phải ra công ra sức để mình có được cái niềm vui đó. Tại vì cái gì cũng vậy, mình phải dành thời gian, mình phải dành công sức, bỏ công sức ra thì mình mới có được cái thành quả. Mà quan trọng hơn hết là tụi con quyết tâm làm những điều mà cha đã dạy. Và đây là những việc mà cha dạy tụi con thực hiện theo. Và tụi con thấy được cái kết quả mà sau đó mình sẽ đón nhận được là nó như thế nào. Nên tụi con rất là hăng say trong cái việc mà mình trồng những cái cây thuốc. Và tại vì cái mục tiêu cuối cùng là mang đến cho các bệnh nhân ung thư có thêm được cái cơ hội để đấu tranh chống lại cái bệnh của mình. Cho nên là tụi con mặc dù cũng nhiều công việc bận rộn, và mình sắp xếp cái thời gian, mình dành thời gian để trồng thuốc thêm, để sau này có những lúc mình khi mà cái cây thuốc nó lớn lên rồi đó, thì tụi con sẽ kiểm tra nguồn dược liệu và đưa vào sử dụng cho bệnh nhân và đem lại sức khỏe tốt cho bệnh nhân. Thì mình thấy được cái điều đó nên mình bao nhiêu cái mệt mỏi mình nó tan biến đi, và thấy được cái niềm vui của các bệnh nhân khi mà họ hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị, họ có niềm vui, người nhà vui, rồi gia đình vui, rồi chòm xóm láng giềng vui, thầy thuốc vui, nhân viên vui, tất cả mọi người đều vui. Đó là cái mong mỏi lớn nhất của cha cũng như là của các thầy thuốc tụi con. Cho nên là tụi con muốn chia sẻ cái niềm vui đó tới tất cả quý vị, để mọi người hiểu được cái lòng của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường thương yêu mọi người như thế nào, đặc biệt là các bệnh nhân ung thư. Và tụi con cũng vậy. Tụi con, cha đã nói với tụi con như thế này: khi mà tụi con làm giống như cha, sống một cuộc sống giống cha, đời sống giống cha, yêu thương cho không, giữ gìn giữ công trình khoa học, là tụi con đã trả công cho cha rồi đó. Cho nên là tụi con nhớ hoài những cái điều này, để mình làm sao mình học hỏi theo cái tấm gương từ cha, để mình mang đến cho cuộc đời này những cái điều tốt đẹp nhất. Đó, cha đã để lại một cái hình ảnh đẹp trong lòng của tất cả mọi người như thế nào, thì tụi con cũng phấn đấu là học trò của cha cũng phải làm ít nhất là một chút gì đó giống cha. Điều đó rất là làm cho mình cảm thấy mình hãnh diện khi có một người cha quá vĩ đại. Và tụi con rất là vui mừng vì điều đó. We'll be right back.
Cha Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưng rồi, tâm tình mà cha thăm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công tình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Quê hương
trần gian như dòng sông, ai ngủ ai thức vẫn trôi không ngừng. Trăm năm chỉ thoáng một ngày, ta quên hay nhớ đã hết ngày rồi. Lạy Chúa xin cho con nhớ nhớ con là gì, xin cho con nhớ đến thân phận mình là nữ khách giữa đời trần gian. Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày, con lìa trên thế nằm yên trắng tay mà ra đi về với Ngài. Vùi sâu trong thế gian, người trong cơn say quên cả cuộc đời. Tình thức một ngày đã tàn, lòng người bối rối giữa đường xa xôi. Hạnh phúc chôn phù hoa như là cơn gió thoáng qua mau tàn. Mang thân một kiếp người trần, ai ơi hãy nhớ đến quê đời đời. Lạy Chúa xin cho con nhớ nhớ con là gì, xin cho con nhớ đến thân phận mình là nữ khách giữa đời trần gian. Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày, con lìa trần thế nằm yên trắng tay mà ra đi về với Ngài. Người đi theo nhau ra khỏi cuộc đời. Ngày mai là của chính mình mà ta có dễ bước nhẹ ra đi. Mộ kia đang chờ ta, ta chạy ta trốn vẫn không xa rời. Ta nay rồi có một ngày, suy tay nhắm mắt cũng như mọi người. Lạy Chúa xin cho con nhớ nhớ con là gì, xin cho con nhớ đến thân phận mình là nữ khách giữa đời trần gian. Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày, con lìa trần thế nằm yên trắng tay mà ra đi về với Ngài. Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày, con lìa trần thế nằm yên trắng tay mà ra đi về với Ngài. Thank you.
là xác thân, con người đâu chỉ tìm miếng ăn, đâu chỉ là vật chất phôi phai như phù vân. Nhưng con người còn là hồng ân, sự sống linh thiêng, sự sống triền miên muôn đời bất diệt, tồn tại trong Thiên Chúa đấng sáng tạo nên con người đẹp tươi giống hình ảnh người. Đời con là một khát khao mơ về tuyệt đối, Chúa ơi, trần gian mọi sự đều dở dang, bao hoang mang, bao thổn thức ngập tràn. Chúa đã dừng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải khôn nguôi, cho tới khi nghỉ yên trong Chúa luôn hạnh phúc. Đâu chỉ là tấm thân trong cuộc trần sẽ biến tan đi theo thời gian, nhưng con người còn là tinh anh vượt kiếp mong manh, vượt kiếp trần gian đi vào vô tận, vào nguồn ân sứ sống kết nối hiệp thông trong một tình yêu sáng ngời muôn đời. Đời con là một khát khao mơ về tuyệt đối, Chúa ơi, trần gian mọi sự đều rõ ràng, bao hoang mang, bao thổn thức ngập tràn. Chúa đã dừng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải khôn nguôi, cho tới khi nghỉ yên trong Chúa nguồn hạnh phúc. Chúa đã xuống thế mang thân phận phàm nhân, chính Chúa là nguồn ơn cứu rỗi mở lối nhân gian. Ngài đã dẹp tan bóng mờ nghi ngờ, mời gọi ta tiến đến ánh sáng niềm tin, tràn hòa bình yên với người muôn đời. Đời con là một khát khao. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị
di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.